Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Bát Sát có 13 đảng viên được trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2024. Trong đó, hai đảng viên được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được trao huy hiệu 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng ghi nhận của Đảng với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhân lên niềm tự hào nơi đảng viên sinh sống, động viên các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương. Thu nhập bình quân đầu người của các huyện nghèo đạt trên 44 triệu 600 nghìn đồng một năm. Mục tiêu này được Lào Cai đề ra trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm nay. Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhân rộng trên 25 mô hình giảm nghèo, xây dựng và phê duyệt trên 100 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân sinh sống tại các huyện nghèo. Trên 80% lao động có nhu cầu thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, nông lâm nghiệp, áp dụng vào sản xuất thành công, tăng thu nhập. 1.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công. Lễ hội Put Tồng, cụm xã Tả Phìn, Trung Trải, Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức ngày 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, tại xã Tả Phìn, thị xã Sapa. Tại lễ hội sẽ diễn ra hoạt động thực hành nghi lễ tín ngưỡng dân gian Put Tồng, thực hành nghi lễ tín ngưỡng dân gian cấp sắc dân tộc Dao và trích đoạn đám cưới người Dao. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc như chương trình nghệ thuật, thi viết chữ nôm Dao, thi thêu thổ cẩm, thi trình diễn trang phục truyền thống, giao lưu bóng chuyền, bóng đá, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đi cầu khỉ, leo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt. Tại không gian trưng bày, triển lãm, quảng bá tại lễ hội cũng sẽ bố trí 13 gian hàng để khách tham quan tìm hiểu, mua sắm các sản vật, nông sản của địa phương như thuốc tắm, thổ cẩm, các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, các di sản văn hóa phi vật thể, trống của người Dao, trưng bày giới thiệu nghề làm tranh thờ. Thời điểm này, các địa phương của huyện Simacai đang tích cực triển khai kế hoạch, chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, lễ hội, chào đón năm mới, mừng đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn 2024. Tại khu vực trung tâm thị trấn, những ngày qua, Phòng Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện phối hợp cùng địa phương, lực lượng liên quan, tiến hành chỉnh trang đô thị, dọn dẹp hành lang, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị dịp Tết. Các tổ dân phố dọn dẹp vệ sinh, treo cửa, đèn chiếu sáng để phối hợp với điện lực. Để tiếp tục là chỗ nào không đảm bảo thì thay thế. Kiểm tra trên địa bàn thị trấn thì về cái chiếu sáng để chuẩn bị đón Tết thì rất là đảm bảo. Ủy ban Nhân dân huyện Simacai cũng chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông tiến hành trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa trên các trục đường trung tâm huyện, trưng bày báo xuân và chuẩn bị các chương trình văn nghệ, vui chơi giải trí. Các xã chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức lễ hội, phục vụ bà con nhân dân vui xuân đón Tết. Tập trung vào các cái lễ hội truyền thống như lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Súng Đồng của người Nùng, lễ hội Gầu Tàu của người Mông ở Xín Tráng và Cán Cấu, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm cái bản sắc văn hóa của người Simacai, có một cái Tết vui tươi, lành mạnh. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức lễ hội Gầu Tàu năm 2024, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể người dân trên địa bàn biết về cái điều kiện, cái thời gian tổ chức lễ hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo kế hoạch, một số lễ hội lớn như lễ hội Gầu Tàu cấp huyện được tổ chức tại thôn Sản Xín Pao, xã Xín Chén từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết. Lễ hội Súng Đồng được tổ chức tại xã Nàn Sán vào ngày 22 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng. Cùng một số lễ hội tạo khí thế vui tươi phấn khởi ngày xuân cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thành đoàn Lào Cai vừa phối hợp với huyện đoàn Bắc Hà tổ chức khánh thành và bàn giao nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Sần Khái Trinh, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú chùa cơ sở Trung học phổ thông Bắc Hà. Gia đình em Sần Khái Trinh ở thôn Tà Trải, xã Lùng Phình có hoàn cảnh khó khăn, bố đau ốm thường xuyên, mẹ đi làm xa.
Căn nhà của gia đình em Trinh đang sinh sống đã được xây dựng từ lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, tháng 11 năm 2023, huyện đoàn Bắc Hà và thành đoàn, hội đồng đội thành phố Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ xóa nhà tạm hỗ trợ 44 triệu đồng, đoàn thanh niên xã góp ngày công lao động xây dựng ngôi nhà. Sau hơn 2 tháng triển khai, hiện ngôi nhà của gia đình em Sần Khái Trinh đã hoàn thiện với diện tích trên 100 m², tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã khánh thành bàn giao nhà nhân ái cho gia đình em Sùng Xeo Tánh, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung cơ sở Hoàng Thu Phố. Cùng với xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tuổi trẻ Văn Bàn đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là huy động nguồn lực, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Ông bà già yếu, bố mẹ lại bị khuyết tật. Hoàn cảnh của gia đình em La Văn Toàn hết sức khó khăn, nhà xuống cấp không có điều kiện sửa chữa. Thế nhưng Tết này Toàn và gia đình đã được hưởng niềm vui lớn trong ngôi nhà khăn quàng đỏ ấm áp khang trang. Đây là thành quả từ 30 triệu đồng xã hội hóa, hỗ trợ của huyện đoàn Văn Bàn và sự giúp đỡ của người thân và bà con lối xóm. Có nhà ở khang trang thì em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để sau này giúp đỡ được ông bà, bố mẹ. Hoàn cảnh đặc biệt khi bố bị tai nạn, mẹ bỏ đi. Nhưng bản Văn Phúc cũng luôn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Kết quả này có được một phần cũng nhờ sự động viên tiếp sức của huyện đoàn Văn Bàn và các tổ chức nhà hảo tâm khi Phúc được lựa chọn làm em nuôi của đoàn. Cháu rất vui khi được làm em nuôi của đoàn. Được các anh chị, cô chú chăm sóc bố cháu với cháu. Cháu cũng có một không gian học tập tốt hơn, với cải thiện được cuộc sống tốt hơn ạ. Từ cuối năm 2020 đến nay, huyện đoàn Văn Bàn đã huy động nguồn lực xây 16 nhà khăn quàng đỏ dành tặng thanh thiếu nhi nghèo vượt khó, hỗ trợ kinh phí hoạt động, học tập hàng tháng cho 52 em nuôi của đoàn. Cùng với đó, hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được quan tâm tặng quà vào dịp lễ Tết với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Chủ động rà soát những trường hợp thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để vận động các cái nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho các em. Và cụ thể thì trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai được 11 công trình thanh niên cấp huyện, và trong đó thì có 10 trên 11 công trình là hướng tới đối tượng là thanh thiếu nhi. Huyện Văn Bàn hiện có trên 17.000 thanh thiếu nhi. Trong đó, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, mạnh thường quân. Bởi mỗi mái nhà khăn quàng đỏ được dựng lên, mỗi em nuôi của đoàn được đỡ đầu, hỗ trợ, sẽ tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Theo kế hoạch thực hiện đề án Tổng thể Phát triển Thể lực Tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc tăng cường thể chất cho đối tượng từ 3 đến 18 tuổi được quan tâm. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 4 chương trình, trong đó để phát triển thể lực tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 3 tuổi đến 18 tuổi. Nhiệm vụ tập trung vào nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính khóa, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tự luyện tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực, cải thiện chiều cao thân thể. Năm 2024 sẽ tiến hành khảo sát 35 trường của các cấp học trên địa bàn tỉnh về thực trạng thể dục thể thao trường học, thể chất và sức khỏe học sinh. Chuẩn hóa, đầu tư xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học trong 18 trường của các cấp học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, Tòa án Nhân dân huyện Ba Sát đã tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm 3 vụ án hình sự về tội vận chuyển hàng cấm và mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tẩn Láo San 6 năm 9 tháng tù, bị cáo Lò Văn Quyền 6 năm 3 tháng tù, bị cáo Lý Văn Minh 5 năm tù về tội vận chuyển hàng cấm. Cả 3 bị cáo đều trú tại thôn Làng Hang, xã Quang Kim. Bị cáo Tẩn San Mẩy trú tại thôn San Lùng, xã Bản Xèo bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên phạt 4 năm 9 tháng với bị cáo Tẩn Sài Yến trú tại thôn Kim Chu Phìn 1, xã Nậm Pung về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xét xử lưu động thu hút nhiều người dân tham gia, góp phần nâng cao tính răn đe, giáo dục, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Chuyển sang thông tin thời sự trong nước. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội đầu xuân mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội.
Theo đó, các đơn vị địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng tôn vinh, về giá trị ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội, thực hiện các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân không đốt đổ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc. Dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát, lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu phải nâng cao năng lực thu dung điều trị, rà soát cơ sở vật chất, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm đủ nhân lực, cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế, chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người. Sau gần 9 tháng triển khai, đến nay tỉnh Điện Biên đã hoàn thành toàn bộ 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết theo đề án số 09 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã tổ chức phân bổ trên 222 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình làm nhà đại đoàn kết. Tỉnh cũng đã vận động các nguồn tài trợ, hỗ trợ thêm để các địa phương đẩy mạnh xóa nhà tạm. Nhờ đó, đến thời điểm trước Tết, địa phương đã có 5.000 ngôi nhà hoàn thành. Đó là những ngôi nhà được xây dựng nên bằng tình đoàn kết, sự sẻ chia, đúng như truyền thống, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc Việt Nam. Có ngôi nhà mới, các hộ yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững. Nền kinh tế Hàn Quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, song tốc độ phục hồi giữa các ngành còn khác biệt và nhu cầu trong nước còn yếu. Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc nhận định, có nhiều dữ liệu cho thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế với động lực chính là xuất khẩu và sản xuất gia tăng. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi giữa các lĩnh vực không đồng đều, đặc biệt là chi tiêu cá nhân và đầu tư. Theo quan chức này, Hàn Quốc có thể trở lại mức lạm phát trên 3% trong thời gian tới do những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông và một số khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, Seoul sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% bằng cách tăng nguồn cung các mặt hàng nông sản thiết yếu và triển khai hiệu quả các chương trình giảm giá. Hiện chính phủ Hàn Quốc đang triển khai kế hoạch trợ giá 10 tỷ won, khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hai gã khổng lồ công nghệ của Mỹ là Meta và Amazon đã công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích và giới đầu tư. Meta, đại gia công nghệ đứng sau Facebook và Instagram, báo cáo lợi nhuận đạt 14 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2023, nhờ doanh thu đạt 40,1 tỷ đô la Mỹ. Công ty cho biết, số người dùng hàng tháng của mạng xã hội Facebook đạt 3,07 tỷ người, 20 năm sau khi nền tảng này ra đời. Kết quả lợi nhuận tích cực đã đẩy giá cổ phiếu Meta tăng hơn 14%, lên mức 445 đô la Mỹ trong phiên giao dịch cùng ngày. Về phần mình, tập đoàn Amazon đã vượt qua kỳ vọng về doanh thu quý 4 năm 2023 đạt tới 170 tỷ đô la Mỹ nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ trong chi tiêu trực tuyến của người tiêu dùng trong kỳ nghỉ lễ bất chấp lãi suất cao. Hãng xe điện Tesla của Mỹ chuẩn bị triệu hồi phần lớn ô tô lưu hành ở thị trường nội địa để khắc phục lỗi phần mềm khiến kích thước đèn báo hiển thị trên bảng điều khiển quá nhỏ. Trong thông báo ngày 2 tháng 2, cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ cho biết Tesla sẽ triệu hồi các dòng xe Model S được sản xuất từ năm 2012 đến năm 2023, dòng Model X từ năm 2016 đến năm 2023, Model 3 từ năm 2017 đến năm 2023, Model Y từ năm 2019 đến năm 2024 và Cybertruck 2024. Nguyên nhân là do kích thước đèn báo phanh và đèn báo dừng đỗ xe hiển thị trên bảng điều khiển nhỏ hơn kích thước tiêu chuẩn về an toàn, khiến lái xe không nhìn rõ tín hiệu cảnh báo và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Tháng trước, Tesla cũng vừa triệu hồi gần 200.000 ô tô tại Mỹ do lỗi phần mềm camera lùi. Bộ đàn guitar và bộ khuếch đại của ngôi sao Dire Straits Mark Knopfler đã được bán với giá hơn 8,8 triệu bảng Anh, tương đương với khoảng 11,2 triệu đô la Mỹ. Mức giá này đã lập nhiều kỷ lục. Cuộc đấu giá với sự tham gia của đông đảo người mua đến từ 61 quốc gia
với tổng giá trị cuối cùng bao gồm cả phí bảo hiểm của người mua được xác nhận là 8.840.160 bảng Anh. Nofilia đã bán hơn 120 cây đàn guitar và bộ khuếch đại âm thanh của mình. 25% số tiền thu được sẽ được dùng để làm từ thiện. Được mệnh danh là một trong những nghệ sĩ guitar điêu luyện nhất mọi thời đại, Nofilia được công chúng biết đến với những bản solo mượt mà và đậm chất điện ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.